shopapp.com.vn, hệ thống bán app tất cả nick game online rẻ nhất Việt Nam. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Mình là Nghĩa Minh Lên, ở phía sau của mình là Minh Phúc. Chúc anh em có một ngày mới học tập và làm việc thật là vui vẻ nha. Trong hôm nay hai anh em mình muốn gửi đến các anh em một cái clip về quay về tuổi thơ á. Rồi cái clip này anh em muốn biết mình làm clip này như thế nào, mời anh em cùng theo chân mình đến với clip này nha, để biết mình làm clip quay về tuổi thơ này như thế nào nha. Hiện tại là hai anh em mình đang đi cắt chuối anh em, cắt lá chuối. Anh em, lá chuối là hai anh em mình mới trải xong dưới mặt trời, nó gọi là thiên nhiên anh em. Gọi là quay về tuổi thơ chính gốc luôn. Ở đây là bộ bài nha anh em. Đây. Và đây là một cái nầu này. Nầu nấu cháo hiêu ấy. Nầu nấu cháo hiêu, sùi lòng chó không vậy? Sao? Hôm nay hai anh em mình sẽ lập bài. Nếu mà đứa nào mà lập bài to hơn thì sẽ thắng. Người thắng sẽ được quẹp vào mấy cái thành mà thua anh em. Anh em mình bắt đầu chơi vào cái trò chơi luôn nha anh em. Không có nhiều dài dòng. Rồi. Lập trước ơi. Đâu, lập trước ở đâu? Đây. 4. Thôi chơi chứ tao rồi. Đây. Chưa đâu. Chưa biết về sao mày. Không, tiếp tục, có đâu. Đây, 7. Mày đâu vậy? Tính nữa không? Đồ, quá tao chết rồi. Tao thiệt ạ, tao buồn lắm luôn ạ. Buồn gì, còn thôi. Điên thôi, đấu anh đi. Gì vậy? Ở đấy quẹt kia đâu, giờ mình cho ngược lại. cái bạch mà giờ hút không? Đang cây này mà bạch mà giờ hút cờ cá rô được hả? Chó đâu mất con hai nữa chứ. Chó đâu á, có thủ thua nữa không? Vâng, tập cơ đồ với con hai vô đồ vô đâu hai vậy thua không? Còn những dòng nếu mày cờ ta nó thua quăng cái đâu. Sao gì cái bạch vậy, như mấy cuốn cờ cả rồi hả? Xíu chuột cho thua. Vô gì mà tổ mấy con chút không vậy? Ý chí thôi. Không ít chào rồi. Mình làm cho thanh niên phúc cái bạch này đẹp đẹp chút anh em. Chuột. Đấy. Anh tao nữa đi con đầm này, anh tao nữa đi. Vấn đề rê cơ, thao thua. Mày có cá thủ. Lấy màu nha. Đẹp kì, vào tóc chí cơ. Nhanh đi. Nam thua nữa. Rồi ra đây. Nhìn cái tay sao? Nhìn không được, thích này nha. Trời, tìm Phúc ơi, một hậu chí đang chở tìm anh em ơi. Ba chuồng anh em. Con già nè, bài chất phải tao. Mày phải còn nào nữa đâu, tìm à. Lần người đấy. Tìm nào mà nó đen hả chứ. Tìm sao hả chồng. Lạc. Tìm Phúc mà cho chè hết tầng tay gươm rồi. Bé chuồng anh em. Chị tao thích nào. Lạc mày. Mày thua luôn vậy á. Đi rồi. Con đầm này mày. Trời ơi. Xoan thì xoan nhưng nó hết lợ hả sao á. Có hết rồi. Chụp kìa mà chè dễ mà hết lợ. Nhưng không biết rồi. Sao tao cũng chưa giết được. Không? Là một cho nó điên luôn. Tao diễn luôn, y như chung chè. Chè gì? Tao càng điếm cho chứ. Mấy mày chè với tao không phải chè. Cái mạch còn ra anh em đẹp chưa? Đâu, cái mạch mày còn mất con nữa ấy. Là cái mày. Con gây. Mày cũng bé. Con bé anh em. Phúc nó hình dữ vậy. Thì có mạch mày đâu còn chỗ nào ở đâu. Bây giờ quẹt xuống dưới nha, hết chỗ rồi. Ok. Chiến bít nè anh em. Thua mẹ rồi. Thua mẹ rồi.
Vậy đâu, nghĩ đây đâu. Nhớ mà. Quay đây ơi. Ôi, nó quẳng chẳng rồi. Trộn, tao biết mà, trộn, sao. Mày phúc tao quá, chẳng đúng anh em ơi. Tao chạm mày có một lần thì mày chỉ quay quay vòng tròn. Vậy mà, anh bè trắng mày. Ông gây. Đủ quá. Mày bí ra mày. Mờ chuông. Con trì vậy lão. Trời nhớ không mờ chứ tự nhiên. Con trì. Con trì. Con hiểu không nhớ nhất. Con trì là con lớn nhất mà điên trời. Con chỉ lát coi như chỉ lát á. Con trì là con lớn nhất. Trì là tinh một mà thôi anh em. Được được. Nhà anh gì già đúng không? Thì cái giờ mạch mày đã còn chỗ nào nữa đâu. Hết rồi. Để mà chưa hết mình. Sẽ bớt. Sẽ bớt nè em. Cái đồng một số anh chui quá. Trì nữa nè. Mấy sơ sùi quá anh đều bị quẹt luôn không? Quẹt vậy? Mày mấy cái lọ này nó trì mụn không? Mày thấy ở trên mạng nó bán mấy cái lọ trì mụn không? Trì mụn đưa chút tao quẹt rồi cho. Mày tao đâu có bụng mà trì gì mày có mụn. Đây! Nghe! Yeah. Thành trì nữa nè! Ba trì liên tiếp luôn á mày ế mày. Bắt nhỏ anh em ơi. Đây mấy thành mà nó... Đó bạc đen tình lắm. Tao có bồ tao đen tao đó lắm. Cái bồ rồi? Tao chưa bồ tao đó lắm. Mờ. Tiếng nghĩ giờ, tiếng nghĩ giờ tao vô 4 xì rồi mày. Mờ nha anh em. Tiếng nghĩ giờ tao vô 4 xì rồi. 4 xì. Chào anh Trâm. 4 xì nè. 4 xì nè anh em. Tao chỉ nghĩ tao thôi, tao vô gần 4 xì rồi mày. Vài quýt xì lát không? Ờ. 4 xì luôn á. Chụp tục quá anh em ơi. Vậy sao giờ nó quẹt mình liên khúc rồi. Dừng là trì mấy trò đen đen chút cho đồ. Nó tránh tắt vậy. Có cô vậy vậy. Chưa. Chưa mà. Chô. Này nó đặt trước luôn á. Dạ. Hôm đó mà chưa có trái thuộc được anh em ơi. Đây. Chưa quẩy quẩy quẩy. Chưa hết quẩy quẩy. Lạc đi. Mày lạc đi, để tao lạc luôn. Lạc đi. Mày lạc đi. Chêu. Vậy. Đồ, bây giờ ở đó nè. Tao không có bồ nữa nè. Đó. Bao giờ đồ. Bài bạc là bạc. Cứ quen cái lại chứ mày không. Anh không còn khô mà. Cái gì. Nhìn mắt lại. Bấm mau lại. Chưa. Lạc trước đi. Còn hết bộ bài không? Đâu. Vô giờ đen nữa không? Giờ tao mới cho nghĩ nghĩ tao nữa. Nghĩ vậy, nghĩ bắt thêm gà nghĩ rồi. Trời. Giúp bác lại. Chưa. Tao thấy mạch mày thám nào, mạch tao thám hơn nữa. Mạch mày quẹt nóng dính. Quá, tao vô chè quẹt tiếp rồi chứ. Quẹt ơi. Tù nữa không? Chưa, mày lạc đi. Nèm. Mày nghêu. Thật quá. Giờ tao quẹt xuống dưới nha. Ừ. Nghe tao dễ dự coi, dễ cái chữ coi. Rào á. Bốn, bốn phòng đó. Bốn này rồi thua. Tám. Linh phút đơn phút lạc trước. Nó hên chui à. Nói chung là nó hên chui à. Ai quẹt trước cũng vậy. Kỳ quá. Để tao diễn cái dây chuyền cho mày đeo nha. Dây chuyền. Bộ đẹp đẹp. Đẹp không? Nói chung là tao diễn cái áo mày ba lỗ nữa nè. Tao muốn diễn vậy rồi. Lật hết mày, để tao lật luôn. Chí chí nè. Không tao phải phúc. Dữ vậy? Cái gì? Nhắm mắt lại. Mày bị quỷ trái tiểu chứ. Không phải đâu rồi. Chẳng biết gì đâu bó nào gì vậy. Cười cười. Ý mờ. Con đầm rè. Mày có cá thùng. Còn con sao lật mày. Làm bộ bài lại nữa. Chưa đúng chữ. Chưa tay vô nữa.
tìm và trúng rồi liền. Lấy bài vậy. Anh em mình mới 6 bài, tại vì hết bài rồi, giờ hai anh em mình sẽ lập 10 cái nữa và bắt đầu kết thúc cho trò chơi và xem thứ đứa nào mà đậm hơn nha anh em. Anh em chấm cho hai anh em mình nha, đứa nào đậm hơn. Sao mà ai trước luôn hả? Mấy thằng khùng trong đây này, từ từ cúp. Đâu? Sao mà ai trước luôn hả? Mày ấy mày! Đậm hơn á. Khùng mới nó quẹt chúng ta ngực mình rồi. Nhanh đây. Đạt ơi, là tao. Đâm. Đâm nha anh em. Con này trong tiếng lên là con này là con lớn nhất không ạ? Lớn nhất thì cứ đường. Đúng rồi, Phúc thấy rồi anh em. Thì là con này con lớn nhất mà. Đúng rồi, con nhất bây giờ. Người ta không thích vẽ, tao biết vẽ cố mày à. Tao làm cho mày cũng cậu dễ trường nhất. Đạt đạt lên, đạt đi. Đó mình vẽ là cái mạch không, đưa mạch đây. Mày chắc gì, chụp, chắc gì cắt thôi vậy? Kim ha? Đâu hết thì trơn. Còn cái mừng nữa chứ? Hết rồi, đúng rồi. Ủa? Hết rồi, mừng rồi. Đấy anh em. Quay cho các anh em xem. Đấy như anh em thấy là anh em mà là đứa nào nặng chì hơn. Đấy. Mày nặng hơn tao chứ. Ừ. Không biết nữa. Gồm quá chung. Mày nặng hơn tao. Nói chung là hai anh em mình cũng làm một clip về quay về tuổi thơ cho vui thôi anh em ơi. Cũng khá lâu rồi mình chưa chơi lại mấy cái trò chơi mà như thế này. Cũng rất là vui, hai anh em mình nãy giờ cười cũng đẻ luôn anh em ơi. Nói chung là hai anh em cũng kết thúc clip tại đây. Cũng rất là cảm ơn các anh em đã theo dõi cái clip này. Nếu thấy cái video này vui và thú vị thì đó lại cho kênh mình một like, một chia sẻ. Và nhấn vào chữ đăng ký ủng hộ cho kênh của mình nha anh em. Ok, bye tất cả các anh em.